Thưa quý vị Cuộc đời là vậy Đều có luật nhân quả Cũng như trong câu chuyện này Thằng bé ăn xin Cứ ôm chân nải nỉ Một vị đại gia cười khẩy bảo Mày ra kia bốc phân ăn đi Rồi tao cho mày 30.000 đồng Và cậu bé đáp lại một câu Khiến anh ta phải hối hận cả đời Và câu cậu bé đáp lại là gì? sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe một câu chuyện đầy cay đắng vũ phàng như thế này đang đi bộ từ nhà hàng ra bãi đỗ xe để lấy xe về nhà thì bất ngờ có thằng bé ăn xin ở đâu lao ra cứ ôm khư khư chân của tấn mà nại nỉ chú ơi chú cho con mấy đồng lẻ để con mua xôi ăn được không con đói lắm. Con nhịn ăn hai ngày này rồi. Chú bố thí cho con đi ạ. À. Loại rác rỉ dơ bẩn như mày. Cút ra. Buông ta ra. Không tao đánh chết mày bây giờ. Mày nghĩ gì mà đòi lụng tới người tao chứ? Loại hèn hạ. Dơ bẩn như mày. Đứng xa tao ra. Năm mét hãy nói chuyện. Đồ thẳng điên. Cháu xin lỗi. Nhưng cháu đói lắm chú là đại sa chú thương cháu bố thí cho cháu đi ạ à. chú đánh đập cháu thế nào cháu cũng sẽ cố chịu đựng vì miếng ăn mà mày bất chấp à thằng bé tội nghiệp gật đầu nhìn tấn đứng tỏ vẻ bực tức tấn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi dừng lại phía thùng rác gần đó rồi cười lớn Lấy chân ấn độc thằng bé xuống sát đất Mà chỉ tay về hướng thùng xác Rồi bảo nó Mày ra kia bốc phân ăn đi Rồi ta sẽ cho mày 30.000 đồng Ăn bữa cơm tử tế Chú nói cháu ra chỗ thùng xác Bốc bãi phân chó vừa mới ị ra để mà ăn ạ à. Thằng bé tỏ vẻ ái ngại Không bằng lòng Sao nào lũ ăn xin sơ bẩn như tụi mày thì cứt cũng ăn chứ còn chê bai bãi phân chó ạ à. nào mày muốn ăn phân chó hay liếm thì tùy tiền của tao là mồ hôi nước mắt ta bỏ ra một đồng thì tao phải thu lại được cái gì đó còn với mày thì tao muốn mày mua vui cho tao làm đi bữa cơm của mày đó loại người như mày thì chẳng khác gì con chó hoang ngoài đường đâu bắt thằng bé ăn mày bốc phân ăn Tấn nói khá lớn nên thu hút khá nhiều người hiếu kỳ xuống lại xem. Nhiều người còn coi đây là trò chơi mà đem ra cá cực rằng thằng bé có ăn phân chó hay là không. Ngưỡng đôi mắt đáng thương nhìn ra bãi phân chó rồi nhìn Tấn và mọi người xung quanh. Thằng bé đứng dậy giật 30 nghìn trên tay của Tấn và xé nát ném vào mặt Tấn. Nói một câu khiến ai cũng đứng hình. Cháu có chết đói cũng không bán rẻ danh dự của mình. Chú đừng nghĩ tiền có thể mua được tất cả, làm nhục người khác. Là con người cháu có sự tự trọng và danh dự của một kẻ ăn mày. Đời này có luật nhân quả, chú không sợ báo ứng đến với mình ư. Cứng họng trước những lời nói đanh thép của thằng bé ăn xin. Tấn tức điên tận cổ mà lại chợt ngộ ra được nhiều điều từ câu nói của thằng bé Ném tiền vào mặt Tấn Thằng bé yếu ớt cứ thế Bỏ đi không quay đầu lại Mặc cho mọi người gọi nó Đứng chờ ở đó Tấn bỗng dưng như là một thằng đần Và bị mọi người xung quanh chỉ trích Lên án Vì hành động coi thường Sỉ nhục người khác Một cách quá đáng Xấu hổ về việc làm của mình Tấn vội vào chiếc xe ô tô tiền tỷ của mình Lái đi mất Thế nhưng Từ hôm đó về nhà Anh luôn bị ám ảnh bởi câu nói của thằng bé Anh trên kia Đúng Anh đã coi thường Và luôn muốn biến những kẻ thấp hèn làm trò cười cho mình Nhưng Tấn đã sai Sai thật rồi Ngày xưa anh cũng trải qua những ngày tháng cơ cực thời thơ ấu Nhưng anh chưa một lần bị người ta hạ nhục mình như thế Thế nhưng giờ mình giàu có Tiêu tiền như nước thì anh lại hành xử như vậy ư tấn sai và hối hận nhiều lắm giờ anh muốn tìm thằng bé đó để xin lỗi và gửi tặng cho nó một ít tiền thế nhưng tấn không có cơ hội làm điều đó vì sau lần gặp tấn nó đã chết và đói khát anh ân hận vô cùng là anh đã sai và đem sinh mệnh của người khác ra đùa giỡn mua vui cho mình rồi một câu chuyện đầy cay đắng phụ phàng mong rằng quý vị lắng nghe đưa ra những lời chia sẻ bình luận và tiếp theo kính mong quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai chồng cũ tới thăm sau năm năm ly hôn khi anh đi quên một thứ tôi nhìn mà bật khóc nhớ hồi còn mới yêu chuyện tình của tôi và anh hoàng khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ nhưng kết hôn rồi mới thấy cuộc sống hôn nhân Không còn là màu hồng như lúc yêu Chúng tôi thường xuyên cãi vã Không bao giờ tìm được tiếng nói chung Cuộc sống như vậy thật ngột ngạt Nên sau 3 năm kết hôn Chúng tôi đã giải thoát cho nhau Sau khi ly hôn Chúng tôi vẫn giữ liên lạc Làm bạn với nhau Mới đó mà đã 5 năm trôi qua Giờ chồng cũ của tôi chưa tái hôn nhưng anh có cuộc sống tốt hơn xưa nhiều Anh đã thăng chức Còn mua được nhà cao cửa rộng Về tôi vẫn vậy Một mình trong căn nhà đi thuê 40 mét vuông Lương ba cọc ba đồng Hôm đó tôi bị đau bụng Nên tới bệnh viện kiểm tra Cứ ngỡ chỉ bị đau dạ dày thông thường thôi Nhưng kết quả lại khiến tôi chết đứng Tôi bị ung thư dạ dày Giai đoạn 2 Bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện để điều trị Xoay sở mãi Tôi mới gom được 100 triệu đồng Đóng tiền viện phí Nhưng tôi phải điều trị lâu dài Nên số tiền này căn bản không đủ Nằm trong bệnh viện Mà tôi cứ lo lắng suốt Tôi chưa muốn chết Có nhiều thứ tôi chưa được trải nghiệm Tôi muốn được sống tiếp Nhưng giờ tôi lấy tiền đâu mà trị bệnh đây Bố mẹ tôi già rồi Lại không có lương hưu Tiền sinh hoạt hàng tháng đều do tôi gửi về Thì giờ ông bà lấy tiền đâu cho tôi chữa bệnh chứ Và lại Tôi cũng không muốn ông bà phải lo lắng Đi vay mượn Nên giấu nhẹm chuyện này đi Bạn bè tôi cũng chẳng ai khá giả Bình thường tụi nó toàn vay tiền của tôi Chứ tôi có vay được ai bao giờ Suy đi tính lại Người duy nhất tôi có thể nhờ cậy lúc này Chỉ có người chồng cũ Đã ly hôn 5 năm đó thôi nghĩ suốt mấy ngày tôi mới có dũng khí gọi điện cho chồng cũ anh hoàng à anh có thể tới gặp em được không em bị ung thư có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa nghe xong anh cũng sốc lắm hứa ngày hôm sau sẽ đến gặp tôi thấy anh tôi mừng lắm bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa cứ lần lượt ùa về tôi định vay tiền anh để chữa bệnh nhưng tôi không tài nào mở lời ra được lời cứ đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong sau vài câu hỏi thăm xả sao anh dặn dò tôi nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi nhìn bóng lưng anh khuất dần tôi chỉ biết thở dài buồn thay cho hoàn cảnh của mình đột nhiên lúc này tôi phát hiện thấy có thứ gì đó dưới lớp chăn hóa ra đó là phí của chồng cũ tôi vội gọi tên anh để anh quay lại lấy nhưng không thấy hồi âm có lẽ anh đã đi xa rồi nhưng lúc này tin nhắn của anh gửi tới ví anh để dưới chăn em mở ra xem đi tò mò tôi mở ví của chồng cũ ra xem nhưng thứ bên trong khiến tôi xúc động bật khóc nức nở trong ví có một bức ảnh của tôi với chồng cũ chụp từ mười năm về trước cùng một thẻ ngân hàng và một tờ giấy tờ giấy nhỏ khi anh biết em bị bệnh nên mang tiền đến cho em trong thẻ này có 50 triệu đồng mật khẩu là ngày sinh của em sợ em không chịu nhận nên anh mới phải làm như vậy em không phải ngại đâu cứ coi như em vay anh sau này khỏe thì em kiếm tiền trả lại anh cũng được hóa ra anh đã có chuẩn bị sẵn mà tới anh cố tình để quên chiếc ví này lại Ly hôn 5 năm rồi Mà anh còn chu đáo Nghĩ cho tôi như vậy Tôi chợt hối hận vì ngày trước Đã đề nghị ly hôn với anh Thậm chí có suy nghĩ xa xỉ Muốn nối lại tình xưa với anh Thực ra 5 năm qua tôi chưa quen ai Là do chưa thể quên anh được Có lẽ anh chưa đi bước nữa Cũng vì trong lòng anh vẫn còn hình bóng của tôi Nhưng mà giờ tôi đang mắc bệnh tôi không muốn liên lụy tới anh chúng tôi vẫn nên chỉ làm bạn thì tốt hơn vâng hai câu chuyện đến đây là kết thúc mong rằng quý vị lắng nghe bình luận và chia sẻ tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại